Chiều 25 tháng 1, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam BT1547 đã tiến hành cất nóc trụ tháp cao 32 m thu cống kiểm soát triều Mương Chuối Nhà Bè, công trình kiểm soát triều có quy mô lớn nhất trong dự án giải quyết ngập Gia Triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cống kiểm soát triều Mương Chuối được xây dựng trên sông Mương Chuối rộng hơn 200 m nên được thiết kế xây dựng 5 trụ tháp tương ứng với 4 cửa van, mỗi cửa van rộng 40 m và ô thuyền rộng 11 m. Cái dự án này rất phức tạp là trải dài 4 quận 2 huyện lại. Thành ra cái việc giải phóng mặt bằng không thể một sớm một chiều. Toàn bộ cái phần này của Trung Nam ANC và Trung Nam 18 họ thực hiện là 100% là người Việt. Và phải nói rằng là người Nhật, người ta làm bên đó, người ta qua đây, người ta xem và người ta phải nói là người ta thán phục là toàn bộ cái việc này mình làm và cho đến bây giờ là công trình không xảy ra bất cứ một cái sự cố gì. Dự án giải quyết ngập Gia Triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, quy mô xây dựng gồm 6 cống kiểm soát triều. Đến nay, toàn dự án đã thi công đạt 68% khối lượng và dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2019 sẽ kiểm soát ngập nước cho vùng diện tích 570 km vuông với khoảng 6,5 triệu dân ở vùng bờ hữu sông Sài Gòn và khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.